họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao đảm bảo sự an toàn của công dân Việt Nam tại Ukraine là ưu tiên cao nhất. Chiều ngày 17 tháng 3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra dưới hình thức trực tuyến, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng một lần nữa khẳng định việc đảm bảo an toàn của công dân Việt Nam tại Ukraine là mối quan tâm ưu tiên cao nhất của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, khi xuất hiện những diễn biến căng thẳng xung quanh tình hình Ukraine, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành công điện số 201CDTTJ ngày 26 tháng 2 năm 2022 về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine. Thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn liên tục có các cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Ukraine, Romania, trao thư gửi đến Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan, tiếp đại sứ các nước có liên quan tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ đảm bảo tối đa an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam và gia đình cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và gia đình sơ tán, tạo điều kiện cho các chuyến bay sơ tán đưa bà con về nước. Trong bối cảnh tình hình diễn biến hết sức nhanh và phức tạp, các bộ ngành, các cơ quan đại diện tại địa bàn đã hết sức nỗ lực khẩn trương tổ chức các chuyến bay sơ tán đưa người Việt Nam và gia đình về nước, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh vướng mắc cho bà con hoàn thành sớm nhất các thủ tục cần thiết để đưa bà con về nước, đảm bảo công khai, minh bạch, ưu tiên các đối tượng người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và người bệnh, người khuyết tật. Đến nay đã tổ chức được 5 chuyến bay, đã đưa gần 1.400 người Việt Nam và gia đình của họ có nguyện vọng về nước một cách an toàn. Người phát ngôn Lê Tử Hằng cho biết. Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trên quá trình triển khai công tác bảo hộ công dân đã nảy sinh các tình huống như bà con thay đổi quyết định, lựa chọn hướng di chuyển riêng hoặc có tâm lý chờ đợi quay lại Ukraine quay khi tình hình chiến sự chấm dứt. Một số công dân không có đầy đủ giấy tờ hoặc bị thất lạc hoặc đã hết thời hạn giấy tờ, cần có sự hỗ trợ từ phía các cơ quan đại diện. Các cơ quan đại diện Việt Nam đã phải hết sức nỗ lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, các hội đoàn người Việt tại địa phương nhằm khắc phục khó khăn, liên tục cập nhật thông tin nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh, tổ chức sơ tán bà con ra khỏi vùng chiến sự và đưa về nước an toàn. Những nỗ lực của các cơ quan chức năng trong nước cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài của các hãng hàng không, doanh nghiệp tài trợ đã nhận được sự ủng hộ đồng tình và đánh giá cao của bà con Việt Nam ở nước ngoài cũng như nhân dân trong nước.